Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày rằm tháng 12 năm Kỷ Hợi. Đúng lịch thì trong tháng này chúng tôi không đi giảng. Nhưng rồi ôn viện chủ ở đây, Ngài cứ gọi hoài. Mà nhiều lần thất hứa với Ngài rồi, thấy cũng có lỗi. Nên hôm nay tranh thủ chạy về thăm các vị. Thì ăn hẳn là năm sau chúng ta mới có cơ hội để gặp lại. Nên hôm nay cũng gửi lời chúc Tết Canh Tí đến toàn thể quý Phật tử. Chúc các vị cùng với gia đình được nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe, luôn sống trong ánh hào quang của mười phương chư Phật. Cầu nguyện tất cả quý Phật tử và hết thảy mọi người có một cái Tết đoàn viên hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa rằng, vào một buổi chiều, con trâu nó đi cày về, nó mệt mỏi quá. Nó mới than vãn với con chó đang nằm ở góc nhà rằng: phải chi tôi được như anh, tôi được ở nhà để ăn rồi chỉ việc nằm ngủ thảnh thơi thôi. Thân phận tôi sao mà khổ quá, ăn được mấy cọng cỏ khô ngoài đồng ấy rồi phải dắt cày đi bừa cả ngoài, rất là khổ, rất là cực, rồi có khi nặng nhọc lê những bước chân mệt mỏi đi không nổi, lại bị chủ nhà dùng roi để quất vào thân, đau khổ biết mấy. Tôi ước tôi được như anh. Lúc đó thì con chó nó cũng buồn bã và nói rằng: tôi cũng không sướng gì hơn anh đâu anh trâu. Ban ngày anh cực khổ, anh vất vả, anh đi cày ngoài đồng, nhưng tối về anh được đánh một giấc cho tới sáng. Còn tôi ban ngày tuy thấy là thảnh thơi, nhưng khi anh chìm vào giấc ngủ là lúc tôi phải thức để chạy tới chạy lui, canh chừng của cải, canh chừng nhà cửa cho con người. Như vậy thì tôi cũng không sướng hơn anh. Thế là con trâu và con chó nó đồng cảm với nỗi khổ của nhau. Và rồi nó xối xỉa qua con heo. Nó nói: vậy thì ở trong ngôi nhà này chỉ có con heo là sung sướng nhất. Thấy nó cũng không đi cày bừa, nó cũng không có canh nhà, nó chỉ việc ăn rồi ngủ, ngủ rồi thức dậy ăn. Nó được loài người nuôi rất là kỹ. Và rồi con chó với con trâu nó ganh ghét con heo. Cho đến một hôm cũng gần Tết như thế này, người chủ nhà mới kêu người đồ tể vào trong ngôi nhà, vào chuồng heo để trói chân con heo lại, giết thịt nó. Lúc đó con chó với con trâu mới vỡ rẽ ra rằng: tôi với anh tuy cực về thể xác, nhưng sự sống của chúng ta lâu dài, chúng ta được tận hưởng cuộc sống nhiều hơn là lão heo kia. Lão ăn, lão ngủ mấy ngày rồi lão chết. Cuộc sống của lão không có ý nghĩa như chúng ta. Thưa, năm Kỷ Hợi đi qua rồi, mình kể chuyện về con heo một chút cho các vị nghe, để chúng ta thấy rằng thực tế trong đời sống này đó, mỗi người nó có một hoàn cảnh, ai cũng ẩn chứa trong lòng những niềm vui, những nỗi buồn, những bất an, những lo lắng hết đó, chứ không ai sướng hơn ai. Và chúng ta cũng đừng nghĩ rằng tại sao mình thua thiệt người kia, tại sao mình sanh ra trong một gia đình kém may mắn hơn người kia. Các vị thấy người kia, đó là các vị đang nhìn vào thành quả của họ, nhìn vào ngôi nhà, nhìn vào chiếc xe, nhìn vào của cải của họ có. Nhưng các vị đâu biết rằng để có được những thứ đó họ phải khổ cực biết chừng nào. Vì vậy
Mà người xưa nói rằng mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, tức là ai cũng có những nỗi niềm riêng. Vì vậy mà bản thân của chúng ta khi đương đầu với những nỗi niềm riêng này đó, chúng ta phải tự nhủ với bản thân mình: cuộc sống này không phải chỉ có một mình ta gặp phải khó khăn, cuộc sống này không phải chỉ có mình ta gặp phải đau khổ. Tất cả mọi người sống trong cuộc đời luôn gặp những khó khăn, luôn gặp những đau khổ. Nhưng quý nhau ở chỗ, hơn nhau ở chỗ là chúng ta biết nỗ lực vượt qua những khó khăn, chúng ta biết nỗ lực chiến thắng được những đau khổ. Thưa rằng có ba con chuột, buổi tối nó chạy tình cờ rong chơi thì nó gặp một cái chum người ta đựng mỡ, nhưng mà mỡ ở trong chum nó còn ít quá. Những con chuột xúm lại và nghĩ rằng bây giờ cái chum thì cao, mà chúng ta làm sao có thể mà nhảy xuống dưới đáy chum để ăn mỡ được. Thế rồi nó suy nghĩ, trong đó có một cái con chuột lớn hơn hai con chuột kia, nó ý kiến rằng thôi thì bây giờ thế này, chúng ta ngậm đuôi nhau, tôi sẽ ngậm đuôi anh thứ nhất, để rồi anh thứ nhất ngậm đuôi anh thứ hai, tôi ở trên miệng chum, hai anh thòng xuống dưới, anh xuống dưới anh ăn một ít rồi chúng ta kéo nhau lên rồi thay đổi. Thế là ba con chuột nó đồng ý. Vậy rồi con chuột lớn nhất nó ở trên cái miệng chum, cái con tiếp theo á, nhỏ hơn nó một chút thì là nằm ở đoạn giữa, đoạn thứ hai, để cho con chuột thứ nhất ngậm cái đuôi. Rồi con chuột nhỏ nhất thì lại được đi xuống ăn trước. Khi mà nó xuống dưới cái đáy chum nó ăn mỡ thì nó nói thế này: trời ơi, mỡ ngon quá, cả đời của mình chưa bao giờ được ăn ngon như thế này. Hôm nay được một bữa như thế này mà mình chỉ ăn được một chút rồi phải nhường cho hai lão kia thì tiếc quá, thôi thì mình đánh một bụng cho nó no. Nó nghĩ như vậy thì nó ăn thoải mái. Hai con chuột ở trên này thì nghĩ rằng nếu như mình cứ giữ cái đuôi cho nó thế này, nó đánh một chút nữa thì hết mỡ trong chum, mình không còn cái gì để ăn. Thế là nó nhả đuôi ra rồi cũng nhào xuống dưới để ăn mỡ. Cả ba con đều nhào xuống dưới cái đáy chum ăn. Thưa với đại chúng là khi nó ăn hết sạch hũ mỡ ở trong chum rồi, nó mới vỡ lẽ ra rằng ồ, cái thành chum cao quá, mình không thể nhảy ra được. Và cuối cùng số phận của nó đi về đâu đại chúng biết rồi đó. Đây là câu chuyện nó cho chúng ta nhầm một cái ý nghĩa. Trong cuộc sống này có một số người sống với chủ nghĩa cá nhân quá nhiều. Nếu ta sống vì chủ nghĩa của số đông, vì chủ nghĩa của cộng đồng, thì chúng ta cùng nhau xây dựng, chúng ta cùng nhau phát triển, chúng ta cùng nhau làm cho đời sống này giàu đẹp và yên bình. Chúng ta sống vì chủ nghĩa của cá nhân, người khác như thế nào ta mặc kệ, ta chỉ lo nghĩ cho bản thân ta làm sao để có, làm sao để được. Vì vậy mà ta không từ bất kỳ thủ đoạn nào cả. Rồi cuối cùng cái chủ nghĩa cá nhân á, thưa rằng nó không giúp cho chúng ta đi đến đỉnh cao của thành đạt, nó không giúp cho chúng ta có được hạnh phúc, mà nó làm cho mọi thứ tồi tệ hơn. Thí dụ như trong một công ty, những người công nhân cùng nhau để làm việc, họ đồng tâm, họ hiệp lực với nhau, thì cái thành quả lao động của họ nó sẽ được ghi nhận, và thành quả lao động của họ nó sẽ vượt xa luôn cả những điều họ muốn. Nhưng rồi trong đó có một người họ nghĩ rằng nếu như chúng ta làm việc thật thà quá, trung thành quá, thì ta chỉ có được đồng lương mà thôi. Và đồng lương này nó không đủ để chúng ta mua sắm những thứ chúng ta cần, không đủ để chúng ta chi tiêu cho đời sống. Và rồi họ lém lỉnh, họ lương lẹo, họ làm cái việc mập mờ đen tối ở phía sau. Rồi cuối cùng họ có thể được cái lợi rất là ít bằng sự lương lẹo lém lỉnh đó. Nhưng thưa với đại chúng, cái tai hại đầu tiên đó là họ có thể phạm pháp luật, họ có thể bị đuổi khỏi công ty,
và họ có thể bị những người làm chung khinh bỉ, xem thường họ. Trong cuộc sống này rất nhiều người như vậy. Chúng ta không dám chỉ đích danh một ai, nhưng hầu như chuyện này có mặt khắp mọi nơi. Trong cơ quan công quyền cũng có những người họ không thực tâm lo cho dân, lo cho nước, thế cho nên chuyện hối lộ, tham nhũng có mặt khắp mọi nơi. Rồi trong trường học có những người thầy, những người cô mệnh danh là những người truyền đạt kiến thức cho học trò, nhưng thực tế thì chính bản thân của họ cũng không đủ đạo đức. Vì vậy mà luôn có những cái điều tệ nạn xảy ra. Và trong cuộc sống này, nếu như chúng ta không khéo chiến thắng được lòng tham của mình đó, thì chúng ta chẳng khác nào những con chuột kia. Vì chủ nghĩa cá nhân rồi cuối cùng dẫn đến đó là cùng kéo nhau đi vào chỗ đen tối. Và tai hại đến với chúng ta đó là thất bại, cuối cùng là cái chết, chết trong đau khổ, chết vì lòng tham. Thế cho nên ở đây hình ảnh của những con chuột gợi nhắc chúng ta hãy sống trải lòng mình ra. Năm chỉ còn mấy ngày nữa là chúng ta bước qua năm Canh Tý rồi. Chúng ta đừng có học theo hạnh của ba con chuột kia, sống vì bản thân mình nhiều quá, mà chúng ta phải sống vì số đông, sống vì cộng đồng, sống vì lợi ích của nhiều người, lợi ích của xã hội. Thì chúng ta đã và đang nắm tay để dìu nhau đi lên trên đỉnh cao của vinh quang, dìu nhau đi lên trên con đường của thành đạt, dìu nhau đi trên con đường yên bình và hạnh phúc. Những người họ sống vì mọi người thì những người đó luôn đón nhận được những điều tốt đẹp từ những người sống chung họ đem đến. Còn những người chỉ sống ích kỷ cho bản thân mình, điều thứ nhất họ bị đó là người ta xem thường và xa lánh. Rồi cuối cùng họ không thành tựu được bất kỳ việc gì. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả mọi thứ chúng ta làm được, những thứ mà chúng ta cho là thành công bằng khả năng, bằng khối óc của chúng ta đó, tất cả những thứ đó đều nhờ vào rất nhiều nhân duyên và nhờ vào rất nhiều bàn tay hỗ trợ ta, chứ không phải mình ta có thể làm được. Vì vậy nếu như sống theo chủ nghĩa của riêng mình, sống ích kỷ, sống hẹp hòi, chỉ biết nghĩ cho mình, chúng ta thất bại ngay lập tức trong cuộc sống này. Nói như vậy để khuyên những người con Phật rằng năm mới chúng ta bỏ đi những cái cũ kỹ, đó là tham lam, là ích kỷ, là nhỏ nhen, để sống với cái mới, đó là sống với lòng quảng đại, sống với tâm bao dung, để chúng ta có một đời sống thảnh thơi, thư thả, an lạc hơn. Cao Bá Quát, ông là một nhà thơ nổi tiếng trong làng văn học của Việt Nam. Ông cho rằng trong thiên hạ có bốn cái bồ để đựng chữ, mà ông là người đã sở hữu được hai bồ, có nghĩa là ông cái đầu của ông hơn cả nửa thiên hạ. Ông có nói một cái câu thơ là thập tải lưng dao tìm cổ kiếm, nhất sinh đê thủ bái mai hoa, tức là 10 năm xuôi ngựa ngao du để tìm cây kiếm cổ. Một đời của ông chỉ cúi đầu vái lại trước cành mai, trước cành mai. Như vậy thì chúng ta có thể bỏ 10 năm, 20 năm để tìm cầu danh lợi trong đời sống này, nhưng thưa, nó chỉ là 10 năm, 20 năm thôi. Nó đủ để chúng ta có thể tự hào về bản thân của mình, đủ làm cho gia phong dòng tộc, vợ con, anh chị em, chồng chúng ta tự hào về người thân của họ là một người hữu ích trong xã hội. Nhưng rồi cái chuyện được lợi, được danh trong xã hội này là cái rất cần thiết trong đời sống, nhưng nó không quan trọng bằng một đời người phải trung thực, một đời người phải quảng đại, phải rộng lượng, phải bao dung. Bởi vì cây kiếm cổ nó có giá trị mấy đi chăng nữa thì nó cũng chỉ được xem trọng với những người biết chơi, biết thưởng thức, hiểu về nó, biết về giá trị của nó. Nhưng mà chúng ta quên rằng tất cả mọi thứ giá trị trong cuộc sống này, tất cả những cái kỳ quan của thế giới được con người xác nhận, được con người lập kỷ lục, nó quan trọng. Bởi vì sao? Nó ít,
nó hiếm, nó quý. Nhưng chúng ta quên rằng chính giá trị của bản thân mình nó quan trọng, nó vượt xa tất cả mọi cái kỳ quan. Tất cả những cái kỳ quan kia đôi khi nó chỉ là những vật vô tri vô giác nằm đó và được có người thưởng thức thôi. Nhưng chính bản thân chúng ta mới là một cái kỳ quan vĩ đại nhất trong tất cả các kỳ quan. Bởi vì chúng ta là một kỳ quan hữu tri hữu giác. Kỳ quan này sẽ xuất hiện nếu như lòng ta quảng đại, lòng ta bao dung, lòng ta biết sống vị tha, biết thương yêu. Nhất sinh đê thủ bái mai hoa có nghĩa là tôi chỉ cúi đầu trước nhành mai. Mà nhành mai là tượng trưng cho điều gì? Tượng trưng cho hữu trực, hữu lượng, hữu đa văn. Hữu trực tức là ngay thẳng, hữu lượng tức là con người quảng đại, có tâm quảng đại, có tâm rộng lớn, có tâm bao dung. Hữu đa văn tức là một con người hiểu biết, một con người thông minh, một con người trí tuệ. Như vậy thì cao bá quá, ý ông muốn nói rằng ta có thể mất 10 năm để thống trị, để tìm tòi, để thu thập nhân tâm, để lên ngôi vương vị. Nhưng cái đó không quan trọng đâu. Cái quan trọng đó là ta đang tìm kiếm những con người trung thực, có lòng quảng đại, có hiểu biết, có trí tuệ. Vậy thì ở đây những người Phật tử của chúng ta đó, chúng ta không cần phải tìm kiếm những vật cổ để dành giữ cho đời của mình, mà chúng ta làm sao phát huy được cái giá trị, phát huy được cái kỳ quan trong con người của chúng ta. Để mọi người chiêm ngưỡng cái kỳ quan của chúng ta, để mọi người thấy được cái kỳ quan của chúng ta, là họ có niềm vui, họ có hạnh phúc. Cái cô đó là hoa hậu, cô đi đến chùa, cô đi vào chùa với cái tâm tự cao, tự ngạo. Tôi là hoa hậu, tức là người đẹp nhất trong tất cả những người đẹp. Vì thế khi cô vào chùa, cô gặp chú Tiểu đang quét rác, thì cô mới nói rằng: chú Tiểu, chú thấy tôi có đẹp không? Chú Tiểu cũng không thèm nhìn lên. Người hỏi mình là ai? Chú Tiểu vừa quét rác vừa trả lời: trong thiên hạ này có khối người đẹp hơn cô. Thế là cô hoa hậu sầm mặt xuống hỏi: tôi là hoa hậu, tức là đẹp nhất, thì làm sao có ai có thể đẹp hơn tôi được nữa? Chú Tiểu nhẹ nhàng ôn tồn trả lời: giữ gìn được giới hạnh, đó là thân đẹp. Sống biết yêu thương, biết bao dung, đó chính là cái nết đẹp. Biết giúp đỡ người khác, biết phụng dưỡng cha mẹ, thấy người nghèo khó mình cho họ được no lòng, thấy người họ đói rách mình cho họ tấm áo, đó chính là hành động đẹp. Biết giúp đỡ con người để cho họ tri thức, cho họ sự hiểu biết, nâng đỡ họ vượt thoát khỏi những cái u mê, vượt thoát khỏi những cái ngu si mà đòi họ vướng phải, để họ bước lên con đường tươi sáng, đó chính là cái đẹp cao thượng, là cái đẹp của trí tuệ, là cái đẹp của tình người. Như vậy thì trong thiên hạ này có hàng khối người sống với những cái điều đẹp đó, chứ không riêng về cô chỉ có được cái đẹp ở nhan sắc. Thì cái đẹp nhan sắc đó, nó không nói lên được điều gì cả. Nó chỉ là một cái đẹp bình thường mà thôi. Và cái đẹp bình thường này, thì nếu như con người biết thưởng thức, thì mỗi người mỗi vẻ đẹp, không ai đẹp hơn ai cả. Thế cho nên chúng ta ở đây, chúng ta đừng có buồn về bản thân mình. Tôi già, tôi xấu, tôi nghèo, tôi đen đúa, tôi mốm, tôi hô, vân vân. Cái đó nó không quan trọng đâu. Quan trọng là làm sao để có một cái hành động đẹp, làm sao để có một cái nét đẹp, làm sao để có đức tính đẹp, làm sao để có tâm hồn đẹp. Cái đó mới quan trọng. Ở đây chú Tiểu nói cũng hay lắm. Giữ gìn được giới hạnh, đó là thân đẹp. Các vị thấy thân các vị đẹp chưa? Giữ gìn được giới hạnh không?
thọ năm giới, giữ được năm giới không? Giữ được năm giới đó là thân đẹp. Có biết thương yêu, giúp đỡ những người nghèo khó hơn mình không? Có, đó là cái nết đẹp rồi. Biết hiếu thảo cha mẹ, biết phụng dưỡng ông bà, biết hòa thuận với anh chị em, đó là tâm hồn đẹp. Vậy thì tất cả những cái đẹp này chúng ta có hết thưa đại chúng, nhưng mà chúng ta có phát khởi, chúng ta có làm cho nó sống dậy để đời ta đẹp hay không thôi, để đời ta đẹp hay không thôi. Chỉ sợ là chúng ta có muôn ngàn cái đẹp, chúng ta có muôn ngàn điều hay, nhưng chúng ta vùi lấp nó bởi những thứ không, không đẹp. Nói tới cái đẹp, nhưng mình kể đại chúng nghe. Tháng trước mình nhận được một cuộc điện thoại, thì nghe cái giọng đầu dây bên kia là một người nữ gọi tới, thì hỏi là: thưa thầy, có phải là thầy Minh Thiền không? Kêu dạ thưa, Minh Thiền đây. Thì cô ta mới tự giới thiệu là chủ một cái tiệm xì ba, tức là cái chỗ mà làm đẹp đó, chăm sóc sắc đẹp gì đó không biết. Thì cổ mới nói là con không phải là Phật tử, nhưng có theo dõi trên YouTube, thấy được những bài giảng của thầy, thấy cũng mến thầy. Nên hôm nay mạo muội gọi cho thầy, cũng suy nghĩ đắn đo nhiều rồi, nhưng bữa nay mới dám gọi. Nếu nói có gì không phải thì xin thầy bỏ qua cho. Thì mình cũng không biết chuyện gì mà cô ta lại cẩn trọng như thế, rào đầu đốn đuôi như vậy. Thì mình mới nói là cô cứ nói đi, thầy cũng không có khó khăn lắm đâu, và nếu như có giận thì thầy cũng không làm gì được cô. Thì mình cũng chọc vui vậy đó mà. Thì cậu mới nói là: thưa thầy, chưa gặp thầy ở ngoài, nhưng mà thấy trong YouTube khi xem thầy giảng ở trên YouTube đó, thì thấy thầy cái khuôn mặt nhìn cũng được, nhưng mà có điều là con mắt của thầy một con lớn một con nhỏ. Cái này mình xác nhận đúng, thì con mắt mình con này nó lớn, con này nó nhỏ. Có nhiều người chọc mình là một con bay, một con đậu. Thôi cũng kệ, mình biết cái nghiệp của mày. Mình chắc là nhiều đời nhiều kiếp cũng hay liếc ngang nhìn dọc quá, cho nên cái kiếp này con mắt nó không đều. Thì mình nghe cậu nói là con mắt của thầy là một con lớn một con nhỏ. Ở cái tiệm của con thì có thể giúp thầy được, giúp thầy được. Nếu như thầy nếu như thầy chịu làm đó, thì con cho thầy địa chỉ, thầy đến cái quán của con, cái tiệm của con, để con hút mỡ và cắt mí cho thầy. Mình nghe như vậy thì mình cũng mừng đại chúng ạ. Mình mới hỏi dòm theo là: dạ thưa, nếu như mà làm như vậy thì tốn khoảng bao nhiêu tiền? Cô nói làm cái này thì tốn khoảng vài chục triệu đó. Nhưng mà thầy an tâm đi, cái này là con hỗ trợ, con tặng luôn cho thầy. Chỉ mong thầy đẹp, thầy được dễ nhìn, thế này đi giảng nhiều hơn thôi. Theo đại chúng nghĩ là Minh Thiền có nên đi làm không? Hả? Nên không? Các vị thấy tôi có khó nhìn không? Mình cảm ơn xong rồi mình nói: cô cho thầy vài ngày để suy nghĩ, để tối mình nằm mình suy nghĩ. Mình suy nghĩ rồi mình mới đi đến một cái kết luận. Mình là cái phiên bản gốc, mà phiên bản gốc này thì trên thế giới duy nhất, chỉ có một phiên bản này thôi, không có phiên bản thứ hai. Với cái phiên bản này là chỉ một thôi trên thế giới này nha. Mặc dù cái phiên bản này nó có một tí xíu lỗi ở chỗ này, nhưng nó cũng là phiên bản gốc. Mà phiên bản gốc là không cần phải chỉnh sửa. Cho nên quyết định là thôi,
vì cha mẹ sanh sao, rồi cái phước phần nó như thế nào thì để y nó như vậy. Bây giờ một con mắt lớn, một con mắt nhỏ, nhưng mà thấy được cuộc đời, nhìn cuộc đời với cặp mắt hiểu thương, ấy là vui lắm rồi. Có những người họ không trọn vẹn hai mắt như mình, họ bị mất một con, họ chỉ còn một nửa ánh sáng. Và có những người họ kém phước phận hơn, họ mất luôn cả hai con, họ mất hết cả ánh sáng thì sao? Bây giờ thiên hạ có thấy mình xấu cũng được, miễn mình thấy mình đẹp là đủ rồi. Cho nên quyết định thôi, không làm. Nhưng mà rồi mình cũng gọi điện để cảm ơn. Gọi điện cảm ơn thì mới nói rằng là thôi bây giờ á, cô có cái tâm với thầy như vậy thì thầy rất là cảm ơn, thầy rất là mừng. Nhưng thầy nghĩ là thầy là một ông thầy tu, không cần phải chỉnh sửa. Thầy cố gắng làm sao để phụng sự cho cuộc đời này bằng khả năng, bằng công sức của mình. Được chừng nào thầy cố gắng làm chừng ấy, dù đem lại một chút ít lợi ích cho bất kỳ một người nào, thì đó là cái niềm vui. Và thầy nghĩ đó là cái đẹp của cuộc đời của thầy. Chứ thầy không quan trọng cái đẹp ở hình tướng, ở bên ngoài. Nên mời cô hôm nào có dịp thì về chùa lễ Phật, rồi ăn bữa cơm chay để thầy nói lời cảm ơn vì một người xa lạ mà dành tình cảm cho mình như thế. Thưa quý đại chúng, từ đó chúng ta quay trở lại để thấy được rằng ở bên ngoài nó đẹp hay không đẹp, nó cũng tùy thuộc vào cách sống và phước báo của mình tạo trong những kiếp quá khứ và trong kiếp hiện tại, để mình có một thân hình dễ nhìn hay là một cái thân hình người ta nhìn không mấy cảm mến. Nhưng thưa quý đại chúng rằng cái phước nghiệp đó nó cũng không quan trọng lắm đâu. Chúng ta cũng đừng có trách bản thân mình là trong kiếp quá khứ đã không tạo được những nhân lành, đã không tạo được nhiều phước báo để ngày hôm nay thân hình phải khó nhìn, để người nhìn khó cảm mến như thế này. Mà chúng ta phải cố gắng nghĩ rằng điều quan trọng là hiện tại trong đời sống này chúng ta phải sống, đối xử với những người cùng chung sống, đối xử với những người xung quanh mình, đối xử với những người cùng học, cùng làm việc chung đó như thế nào, để người ta thấy rằng mình là một con người cao thượng, mình là một con người có những hành động, có những lời nói tốt đẹp, để họ phải học hỏi theo mình. Đó mới là điều đáng quý. Còn bản thân của chúng ta, nếu như chúng ta tự nhận thấy mình cũng dễ nhìn, cũng khá ưa, cũng dễ mến, thì chúng ta hãy cảm ơn cái phước báo trong kiếp quá khứ mình đã tạo được. Nhưng chúng ta đừng quá tự cao, bởi vì tất cả những cái vẻ đẹp, những cái yêu kiều, những cái mà chúng ta cho rằng là đáng tự hào, đáng để lên mặt với đời, với người đó, thưa với các vị, rồi nó cũng theo thời gian nó mất đi thôi. Vì không có ai không già, vì không có ai không bệnh. Và cái chuyện đến đi của một kiếp người đó, nó vội vã, nó chóng vánh lắm. Không có gì để đáng tự hào với cái sắc diện ở bên ngoài, không có gì để đáng tự cao để xem thường người khác khi mình dễ nhìn hơn người khác. Mà tất cả hãy cảm ơn phước lành của mình đã có tạo trong kiếp quá khứ, để kiếp hiện tại mình được dễ ưa, mình được dễ mến, mình được dễ nhìn. Vậy thì phải tự nhắc nhở mình hãy sống tốt đẹp hơn, để trong những kiếp sau này ở đời vị lai đó, chúng ta cũng dễ ưa, dễ mến, dễ nhìn hơn cả kiếp hiện tại này. Thưa đại chúng, đồng ý không? Vì vậy, hôm nay chúng ta nói về cái đẹp, mà cái đẹp này là cái đẹp của hành động, cái đẹp của lời nói, cái đẹp của tâm hồn, chứ không phải cái đẹp của thể xác, cái đẹp của vẻ bề ngoài không. Vào những ngày gần Tết, tất cả chúng ta sẽ rất bộn bề để chạy đua với công việc, để sắp xếp mọi thứ. Chúng ta mong rằng mọi thứ ổn định, mọi thứ gọn gàng, để chúng ta đón một năm mới, tất cả mọi thứ mới, để đón được cái phúc, cái lộc
vào trong nhà của chúng ta, để một năm tiếp theo đây đó, chúng ta sống thảnh thơi, chúng ta sống với những điều may mắn. Và rồi cuối năm là những ngày tất bật nhất trong một năm. Và chúng ta lo lắng về điều gì nhất? Kiếm tiền, kiếm tiền. Có tiền để mua sắm Tết, có tiền để tiêu xài Tết, có tiền để đi cúng dường chùa trong những ngày Tết, có tiền để đi đánh bầu cua trong những ngày Tết, rồi kiếm tiền để ăn nhậu trong những ngày Tết, kiếm tiền để đi du lịch trong những ngày Tết, kiếm tiền để mua quà tặng bà con trong những ngày Tết. Có nhiều và thật nhiều những lý do để chúng ta kiếm tiền để chuẩn bị cho ngày Tết. Và rồi đó là điều thực tế. Tất cả mọi người, tất cả mọi nhà đều mang tâm niệm chung là phải kiếm cho thật nhiều tiền để có một cái Tết ấm im hạnh phúc. Và những ngày Tết là những ngày mà con người ta mất tình cảm với nhau nhiều lắm. Mất tình cảm với nhau nhiều lắm. Nó nợ mình, chẳng hạn như nó nợ 4-5 tháng mình không đòi, nhưng những ngày trước Tết là phải đòi chứ. Rồi cũng có những người thiếu nợ nhưng mà lại nghĩ rằng mình không thể nợ tiếp qua năm sau, vì nợ qua năm sau là xui xẻo, nợ qua năm sau là làm ăn không được. Rồi cũng tìm mọi cách để chạy đi kiếm tiền. Và trong những cách đó có những cái điều trái với đạo đức, trái với pháp luật. Và rồi thưa đại chúng, vậy thì đại chúng thấy kiếm tiền là quan trọng hay là có một cái Tết đoàn viên, ông bà, cha mẹ, con cháu sum họp là quan trọng? Cái Tết đoàn viên là quan trọng. Tiền thì có thể kiếm được vào những ngày tháng khác, nhưng cái hơi ấm của gia đình nó khó kiếm lắm. Nó khó kiếm lắm. Một khi đánh mất đi rồi đó, muốn tìm lại khó lắm, thưa đại chúng. Khó vô cùng luôn. Có một chị Phật tử, năm vừa rồi mình thấy chị ngày mùng 1 đến chùa, từ sáng đến chiều tối mới về. Rồi ngày mùng 2 cũng đến chùa, từ sáng đến chiều tối mới về. Mùng 3 cũng y như vậy. Suốt mấy ngày Tết mình thấy chị ở chùa, có mặt từ sáng sớm để quét sân chùa, rồi ăn cơm ở chùa, rồi ở chùa tới tối về. Hôm đó mình mới đến mình hỏi, mình nói ủa sao thầy thấy chị lúc nào cũng ở chùa, Tết không có đi đâu hết à? Chị mới nói rằng dạ thưa thầy, biết đi đâu đâu mà đi. Con là Phật tử, ở nhà thì thấy những cảnh chướng mắt quá, chịu không được. Với lại ở nhà cũng không có gì vui. Chồng thì ổng bày ra, ổng nhậu nhẹ ở nhà, rồi ổng đi nhậu nơi này nơi khác. Con thì không thể theo ổng để đi đến những chỗ đó, cho nên thôi ổng làm gì ổng làm. Hai đứa nhỏ nó đi làm, Tết về nó ở nhà được chút xíu à, rồi nó vác ba lô lên, nó đi du lịch với bạn bè của nó. Thưa, nếu như vậy thì một cái Tết không có gì là ý nghĩa. Tết đoàn viên là cái Tết để gia đình, ông bà, cha mẹ, cháu con sum họp với nhau. 360 ngày xa cách vì công ăn, vì việc làm. Mỗi người mỗi phương, mỗi người mỗi hướng. Chúng ta tha phương để cầu thực, chỉ mong chờ đến ngày Tết để trở về quê, để đoàn tụ, để sum họp gia đình. Ấy vậy mà có những người bây giờ vô tâm, tới những ngày này thì lại không dành thời gian cho những người thân, những người thương trong gia đình của mình, lại dành thời gian cho bạn bè, dành thời gian cho những việc không đâu vào đâu, để rồi thời gian nó chóng vánh đi qua, chúng ta lại tiếp tục xách ba lô lên đường tha phương cầu thực. Rồi đến một ngày nào đó mỏi mệt, nằm gác tay lên trán, chúng ta mới tiếc rẻ về những ngày tháng
của cái Tết, là những ngày tháng để chúng ta sum họp. Tại sao có cơ hội sum họp, có cơ hội để gần gũi, có cơ hội để chăm sóc nhau, để thương yêu, để quan tâm nhau, chúng ta không làm? Những lúc đó ta dành thời gian cho những việc vô bổ, dành thời gian cho những cuộc vui không xứng đáng, dành thời gian cho những người bạn bè, những cái tiệc tùng vô ích, đánh mất đi tình thân, đánh mất đi hơi ấm của gia đình, và chúng ta đang đánh mất đi nụ cười và hạnh phúc của những người cùng sống chung với mình trong gia đình. Thế cho nên chúng tôi khuyên những người lớn tuổi thì các vị sẽ không có những cuộc vui những người trẻ tuổi như những người trẻ tuổi. Cho nên các vị là ông bà, là cha mẹ thì các vị chắc hẳn sẽ dành nhiều thời gian cho cháu, cho con hơn trong những ngày Tết. Nhưng rồi những người cháu, người con mà nó vô tâm, nó thờ ơ như vậy á, khuyên các vị thôi cũng đừng có buồn. Thứ nhất là khuyên đừng có buồn. Biết rằng cái lối sống, cách tư duy của nó khác với mình, thôi mình chấp nhận, đừng trách nó làm gì. Nó hiểu chưa tới, chỉ còn mong một ngày nào đó nó đủ chững chạc, nó đủ trưởng thành để nó thấy rằng hơi ấm của gia đình là cái cần phải giữ. Điều thứ hai tôi khuyên những người trẻ của cuộc sống bây giờ đó là hãy cố gắng làm sao dành nhiều thời gian cho gia đình, cho ông bà, cho cha mẹ hơn. Vì dành được nhiều thời gian cho ông bà, cho cha mẹ, cho gia đình đó, thì chúng ta sẽ cảm nhận được nhiều hạnh phúc. Và sau này khi cái hạnh phúc đó nó vỗ cánh, nó bay ra khỏi cuộc đời của chúng ta, chúng ta không phải tiếc nuối, chúng ta không phải hối hận. Còn nếu không dành, một ngày nào đó cái hạnh phúc đó nó vỗ cánh, nó bay đi, chúng ta ân hận. Nên ở đây Minh Thiền tóm lại có đôi điều để khuyên quý Phật tử. Chúng ta hãy chuẩn bị cho mình những cái thật đẹp trong đời sống này. Đó chính là những cái đức tính đẹp, hành động đẹp, lời nói đẹp, cử chỉ đẹp và tâm hồn đẹp để đối đãi với nhau trong cuộc sống, để dùng những cái đẹp đó chào mừng một năm mới. Và tin chắc rằng nếu như chúng ta dùng những cái đẹp đó để đối đãi với nhau trong cuộc sống, chúng ta sẽ đón nhận được nhiều tình thương của mọi người dành cho mình. Và nếu như chúng ta dùng những cái đẹp đó để đón mừng năm mới, thì chúng ta nghĩ rằng trong đời sống của chúng ta suốt một năm sẽ luôn an lạc, luôn yên bình.